Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Đây các anh chị, một sản phẩm gia đình sử dụng rất kỹ luôn các chị ha. Toyota Innova Venturer với thiết kế kiểu dáng rất là thể thao và đẹp, màu trắng ngọc trai luôn các chị. Mới đi được 16.000 cây số thôi, rất là hiếm có trên thị trường. Và sản phẩm này thì bên Huy mới vừa lái về và đợi làm Maruguri. Thực sự đây là một sản phẩm chạy gia đình khá là kỹ. Xe được chủ xe trang bị phụ kiện khá là nhiều, có camera 360 độ luôn các chị nha. Đó, gia đình sử dụng Toyota Innova Venturer 2019, biển số Đồng Nai. Huy sẽ dành vài phút giới thiệu cho anh chị để mình nắm về sản phẩm. Odo là chuẩn các anh chị nha, lịch sử hãng đều. Đó, tuần thứ 19 của năm 2019. Đây, gai vỏ đây các anh chị, còn rất là dày. Đó, gầm bè anh chị xem. Đó, khe hở với các chi tiết. Nước sơn thì hầu như là còn nguyên bản rất là nhiều nha các anh chị. Gia đình đi ít. Đó, che mưa dán phim hết luôn. Đó, anh chị nhìn nha, xe này có chống trộm, màu trắng ngọc trai rất là đẹp luôn các anh chị. Mới vừa lái về, Huy sẽ dành vài phút quay cho anh chị để anh chị mình xem. Để mình được thì anh chị đến công ty bên Huy, thì trước khi đi thì anh chị liên hệ để Huy tư vấn, trao đổi sơ với anh chị. Và có thể là bên Huy sẽ gửi cái định vị, địa chỉ cho anh chị đi cho nó thoải mái. Đây, vỏ sơ cua để Huy coi. Đó, vỏ sơ cua chưa chạm đất luôn anh chị. Đây, gầm bệ. Đó, mọi thứ còn rất là mới. Mới 16.000 cây số thôi các anh chị. 16.000 cây số. Huy sẽ quay về phần nội thất cho anh chị xem luôn. Đây các anh chị ha. Nhìn xem. Đó, keo trùng. Xe này để Huy coi. Mua xe tại Toyota Đông Sài Gòn các anh chị. Đó, sổ bảo hành, sổ bảo dưỡng. Còn đầy đủ các anh chị. Mới vừa lái về bên Huy chưa có làm Maru, cũng chưa có vệ sinh. Như anh chị nhìn chắc xe này anh chị thấy không? Thực sự hiếm có. Cực kỳ đẹp luôn. Audio chưa tới 16.000 cây số các anh chị. Mới có 15.000 thôi. 2019 đúng chuẩn chắc xe gia đình luôn. 15.278 cây số nha anh chị. Đó, bọc da. Bọc vô lăng. Xe này được bọc da ốp gỗ luôn anh chị. Đó, tắp lô. Tuyệt vời. Đó, công tắc chỉnh đèn, đèn pha, ghế da này các chị. Xe được trang bị 7 túi khí lận nha. Da này da xịn luôn các chị. Đó, hộp số tự động 6 cấp này. Hệ thống điều hòa tự động này. Để Huy nổ máy lại cho anh chị. Để Huy nổ máy để anh chị nghe cái tiếng động cơ. Đó, đi giữ kỹ anh chị nhìn những vị trí ổ khóa này. Còn rất là đẹp luôn. Đó. Anh chị mà lái những cái xe này về đi khá là chuẩn các anh chị. Hệ thống điều hòa tự động. Xe được trang bị 7 túi khí, những hệ thống như hệ thống ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành nhân dốc đều có đầy đủ hết các anh chị. Đàm thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói, chuyển bài có hết luôn. Camera che. Rồi, mình sẽ đi một vòng quanh xe. Đó, màn hình nó sẽ mình sẽ quan sát được cái vị trí cái bánh trước bên phải nha các anh chị. Đó, còn keo trùng đây anh chị xem. Nước sơn rinh còn hầu như còn sơn rinh không anh chị. Trắng ngọc trai rất là đẹp luôn. Đó, tắp bi. Bọc hết rồi. Chủ xe đi giữ kỹ. Xe gia đình đi. Anh chị nhìn những vị trí bật lên xuống này, còn rất là đẹp luôn. Đó, ghế da này da xịn nha anh chị. Da cực kỳ xịn luôn, bọc ở hãng. Màu nâu. Đó, Venturer nha anh chị, Venturer đó, điều hòa tự động. Và trên trần thì nó có cái dải đèn ánh sáng màu xanh dương. Buổi tối nó ánh lên cái màu rất là đẹp luôn các chị. Đây lót chân nè, ở dưới sàn là chủ xe lót sàn Simly rồi nè. Đó, mới toanh nè. Chắc chắn là sản phẩm này về bên Huy sẽ bán khá là nhanh các anh chị. Giá của sản phẩm thì mới về Huy cũng chưa có cập nhật được giá của sản phẩm. Nhưng loanh quanh đâu đó khoảng loanh quanh 750 nha các anh chị.
anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Đó. Đây. Đó, những cái vị trí anh chị nhìn ha. Đó, keo trùng rồi anh chị xem. Đó, bu lon tán còn nguyên hết các anh chị. Đây, nhìn chủ xe đi giữ kỹ, nhìn xe sạch bon ha. Về bên Huy làm Maru bảo dưỡng sơ bộ lại xe. Thực sự là những cái chiếc xe mà gia đình đi như thế này á khá là hiếm. Về anh chị không cần phải làm gì cả, bên Huy bây giờ là bên Huy về làm Maru này, vệ sinh này, rồi bảo dưỡng, kiểm tra toàn bộ lại xe. Đó, anh chị về chỉ việc sử dụng đi thôi, 5.000 cái số thì anh chị đem xe đến hãng bảo dưỡng ha, bảo dưỡng xe. Nó còn khe hở anh chị nhìn này. Hầu như là Huy thấy là nước sơn là còn nguyên bản luôn đó anh chị. Thực sự rất là hiếm có những cái sản phẩm này như thế này trên thị trường. Màu trắng ngọc trai ha, rất là đẹp. Màu trắng ngọc trai thì anh chị biết rồi, nó sẽ đắt hơn những cái màu khác là 8 triệu nha. Đó, đắt hơn những cái màu khác là 8 triệu. Đó, xe nhìn rất là đẹp luôn đó chị, lung linh. Đó. 2019 mới 15.000 cây số, thực sự rất là ít đi. Đó, anh chị nhìn ha, cầm đèn đó, mọi thứ ha, sáng bóng luôn anh chị, nhìn đẹp lung linh. Bây giờ Huy mở cho anh chị xem cabo một tí nha. Đây anh chị xem ha, từ trước tới giờ còn nguyên bản luôn anh chị, từng mô lon con tán, từng giắc điện đảm bảo với anh chị là còn nguyên si. Đó, ốc cabo anh chị nhìn ha, nó màu trắng mà mở ra cái là có dấu liền, còn nguyên nguyên keo trùng. Bên Huy cam kết là sản phẩm bên Huy là không đâm đụng, không ngập nước nha các anh chị. Đây là một sản phẩm cá nhân đứng tên và xe đi sử dụng kỹ nữa, đầu trong mát nhiều cho nên chắc xe còn rất là đẹp luôn anh chị. Giá bán của sản phẩm thì anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ. Huy nắm được thông tin là lanh quanh đâu đó 750, còn con số chính xác thì anh chị liên hệ với Huy để Huy sẽ trao đổi về vấn đề giá cả chuẩn cho anh chị nha. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để Huy có thể cập nhật cho anh chị những cái sản phẩm mới về tại công ty, để anh chị sở hữu cho gia đình mình một sản phẩm giá cả hợp lý và chất lượng để anh chị phục vụ cho việc đi lại ạ.